được laptop cho sinh viên giá hơn 10 củ mà cấu hình phải ngon, màn chuẩn mà trông phải xịn xịn. Được thì em gọi 500 anh em vào xem Mega Live mùng 6 tháng 6 luôn. Lại cái gì cũng muốn à? Nhưng mà 500 anh em vào xem Mega Live thì được. Đó chính là laptop Acer Aspire Lite 15. Màn hình 14 inch Full HD, tấm nền IPS cho hình ảnh đẹp mắt, chân thực. Cấu hình thì xịn sò, i5 thế hệ thứ 11, 8GB, 512GB SSD. Thoải mái làm việc, chạy deadline. Cùng thời lượng pin lâu dài, nếu quên máy tính ở đấy một thời gian sau vẫn dùng tiếp như thường. Thiết kế hiện đại trẻ trung, đặc biệt với mặt A được làm bằng nhôm kim loại, tạo vẻ sang trọng, phù hợp với nhiều đối tượng. Đặc biệt, trọng lượng siêu nhẹ 1,5kg, siêu mỏng 17,9mm, có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, giá tại Hacom chỉ có 11.499.000.